Thưa quý vị, quý vị có tin hay không một thiếu niên mới 16 tuổi đã trở thành tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm? Vâng, quý vị không nghe nhầm đâu ạ. À. Đối tượng Nguyễn Hoàng Khang, tỉnh Bạc Liêu, đã bị truy nã vì bỏ trốn sau khi nhận mức án 6 năm tù giam vì làm bậy với một bé gái, sinh năm 2015. Ngày đến đây chắc ai cũng phải rùng mình vì ngày nay chuyện kinh khủng nào cũng có thể xảy ra. Theo hồ sơ của cơ quan công an... Nguyễn Hoàng Khang, sinh năm 2006, sống cùng bà ngoại tại ấp 2, xã Long Điền, Đông A, huyện Đông Hải. Do không có nghề nghiệp ổn định nên Khang thường đi làm thuê cho hàng xóm, những công việc lạc vặt. Khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2021, Khang được bà Tê sống cùng địa phương, thuê xúc cát, đá trước sân. Trong quá trình làm việc, Khang để ý thấy bà Tê sống cùng cháu gái sinh năm 2015 nên nảy sinh ý định quan hệ Lợi dụng lúc bà T đi vắng, Khang đã vào nhà bà T và thực hiện hành vi với bé gái. Sau khi trở về nhà, bà T phát hiện và trình báo công an. Ngày 25 tháng 8 năm 2022, tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, qua đó tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khang mức án 6 năm tù giam. Tuy nhiên trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án Khang đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 12 tháng 12 năm 2022, cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng Khang. Sau nhiều tháng lẫn trốn tại các địa phương, Nguyễn Hoàng Khang đã bị lực lượng công an bắt giữ tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào ngày 13 tháng 1 năm 2023 trong thời đại công nghệ thông tin phát triển các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng khi con em sớm được tiếp xúc với mạng xã hội và internet từ đây nhiều thông tin lệch chuẩn dần len lỏi vào tâm trí của các em khiến tội phạm trẻ vị thành niên có xu hướng ngày càng gia tăng chính vì vậy các bậc phụ huynh cơ quan chức năng và địa phương cần có các biện pháp giáo dục đúng đắn để thanh thiếu niên nhận thức được hành động của mình